À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Hello everyone, nice to see you today. In this video, we move to lesson 2 of unit 1, a closer look 1. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Video lần này chúng ta sẽ đến với bài học số 2 trong chủ đề số 1, A Closer Look 1. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về từ vựng và ngữ âm của chủ đề này. Và trước khi bắt đầu với các phần của bài học, thì cô muốn giới thiệu với các bạn một số những từ vựng. Let's listen and repeat after me. Các bạn hãy nghe và nhắc lại những từ vựng này theo cô. Garbage collector. Garbage collector. Garbage collector. Nhân viên dọn vệ sinh. Artisan. 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 Thợ làm nghề thủ công. Và đây chính là hai từ vựng mà cô muốn giới thiệu trong bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy nhắc lại theo cô những từ vựng này một lần nữa nhé. 1. Garbage collector. 2. Artisan. And now, let's move to vocabulary. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của bài học, đó là phần từ vựng. Các bạn hãy nhìn cho cô vào bài tập số 1 nhé. Task 1. Match the community helpers with their responsibilities. Hãy nối những người phục vụ cộng đồng với những trách nhiệm của họ. We have 5 people. Chúng ta sẽ có 5 người sau đây. 1. Police officer. Cảnh sát. 2. Garbage collector. Nhân viên dọn vệ sinh. 3. Electrician. Thợ điện. 4. Firefighter. Lính cứu hỏa. 5. Delivery person. Người vận chuyển. Và ở phía bên phải chúng ta có một số những công việc, những trách nhiệm thuộc cái nghĩa vụ của họ. A. Put in, checks and repairs electrical wires and equipment. Lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa dây điện và các thiết bị điện. B. Put out fires and save people from dangerous fires. Dập tắt đám cháy và cứu người khỏi những đám cháy nguy hiểm. C. Protects people and property, makes people obey the law, prevents the solve crimes. Bảo vệ người và tài sản. Khiến cho người dân tuân theo pháp luật, ngăn chặn và giải quyết tội phạm. D. Delivers goods to people's houses or workplaces. Giao hàng tới nhà hoặc nơi làm việc của người dân. E. Takes people's rubbish away. Vứt rác của mọi người đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nối nhé. Sau khi mà cô đã dịch cho các bạn tên của những người này và những việc mà họ làm thì chắc chắn là các bạn đã nối được luôn từ khi cô dịch rồi đúng không nào? Number 1, police officer, cảnh sát. Đáp án của chúng ta là C. Bảo vệ người và tài sản, làm cho mọi người tuân theo pháp luật, ngăn chặn và giải quyết tội phạm. 2. Garbage collector, nhân viên dọn vệ sinh. Đáp án của chúng ta là E. Lấy rác của mọi người mang đi. 3. Electrician, thợ điện. Đáp án của chúng ta là A. Kiểm tra, lắp đặt và sửa chữa dây điện và các thiết bị điện. 4. Firefighter, lính cứu hỏa. Đáp án của chúng ta là B. Dập tắt đám cháy và cứu người khỏi những đám cháy nguy hiểm. And number 5. Delivery person, nhân viên giao hàng.
Đáp án sẽ là D. Giao hàng đến nhà hoặc nơi làm việc của những người dân. Và đó chính là nội dung của bài tập số 1. Bài tập số 1 cung cấp cho chúng ta tên của một số loại nghề nghiệp phục vụ cộng đồng và những công việc mà họ làm. Tiếp theo ta cùng nhau đến với bài tập số 2. Write a word or phrase in the box under the correct picture. Viết một từ hoặc cụm từ ở trong hộp xuống dưới mỗi bức hình đúng. Chúng ta sẽ có 5 bức hình tương ứng với 5 từ. Đó là tourist attraction, địa điểm du lịch. Specialty food, đặc sản. Handicraft, đồ thủ công. Pottery, đồ gốm. Và artisan, thợ thủ công. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điền tên của những từ này vào bức hình đúng nhé. Let's look at picture 1. Các bạn nhìn cho cô vào bức hình đầu tiên. Đây là bức hình của một danh lam thắng cảnh, đúng không nào? Thế thì đáp án cho câu số 1 nó sẽ là tourist attraction, địa điểm du lịch. Next, picture 2. Trong bức hình số 2, chúng ta nhìn thấy có rất nhiều những sản phẩm làm từ gốm. Thế thì đáp án của bức hình này nó sẽ là pottery, đồ gốm. Bức hình số 3. Các bạn nhìn thấy người đàn ông này đang làm một cái bình, đúng không nào? Vậy là người đàn ông này làm nghề thủ công. Phương án của chúng ta chính là artisan, thợ thủ công. Number 4. Bức hình số 4. Đây chính là món bún chả, đúng không nào? Món bún chả của Việt Nam. Đây là một trong những món ăn đặc sản. Và để chỉ một món ăn đặc sản, trong tiếng Anh chúng ta sẽ sử dụng từ specialty food, đặc sản. Và cuối cùng, bức hình số 5. Các bạn nhìn thấy cái giỏ này được đan, đúng không nào? Nó được đan bằng tay. Vậy thì chúng ta gọi những cái đồ dùng này đó chính là handicraft, đồ thủ công. Vừa rồi mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2 rất đơn giản. Và tiếp theo ta đến với bài tập số 3. Fill in each blank with a word or phrase from the box. Điền vào mỗi chỗ trống một từ hoặc cụm từ ở trong hộp. Các bạn quan sát hộp nằm ở góc phải của chúng ta. Mình có 5 từ và cụm từ sau đây. Artisan, thợ thủ công. Electrician, thợ điện. Handicrafts, đồ thủ công. Specialty, đặc sản. Garbage collector, nhân viên dọn vệ sinh. Và bây giờ các bạn sẽ cùng cô quan sát 5 câu ở bên dưới để chúng ta hoàn thành những câu này nhé. 1. Skilled local dot 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 made these beautiful flower vases. Câu số 1 này chúng ta thấy đằng sau ô trống là động từ. Như vậy ô trống trong câu số 1 ta cần danh từ để làm chủ ngữ của câu. Và danh từ này sẽ là danh từ chỉ người dựa vào nghĩa của câu. Đáp án của chúng ta đó là artisans. Những nghệ nhân địa phương lành nghề đã làm ra những bình hoa đẹp này. 2. The electrical wires in our neighborhood broke down yesterday, so we had to call a or an. Câu số 2 thì chúng ta có từ khóa đó là gì? The electrical wires, dây điện. Mà nhắc đến dây điện bị một cái vấn đề nào đó thì đương nhiên chúng ta sẽ gọi điện cho thợ điện. Đáp án của câu số 2 là electrician. Hôm qua thì dây điện ở khu phố của chúng tôi đã bị đứt, vì vậy chúng tôi đã phải gọi thợ điện. 3. Bún chả, phở and hủ tiếu are examples of famous Vietnamese dot dot dot.
Câu số 3 thì quá dễ rồi đúng không nào? Chúng ta thấy bún chả phở và hủ tiếu đều là những đặc sản Việt Nam. Vậy thì câu số 3 chúng ta có speciality food. Chúng ta đến với câu số 4. The dot 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 in our street usually comes at 6 p.m. to take the rubbish away. Các bạn lưu ý trong câu số 4 này chúng mình có một cái phần keywords đó là gì? Take the rubbish away. Mang rác đi. Mà chúng ta đã gặp trong bài tập đầu tiên rồi. Cái người mang rác của người dân đi đó chính là nhân viên dọn vệ sinh. Garbage collector. Nhân viên dọn vệ sinh ở khu phố của chúng tôi thường đến lúc 6 giờ tối để đem rác đi. 5. Tourists to Hội An usually buy traditional dot 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 such as lanterns as souvenirs. Câu số 5 thì ô trống này chúng ta cần một danh từ và danh từ này nó lại có một cái ví dụ đó là lanterns, đèn lồng. Mà như các bạn biết thì đèn lồng của Việt Nam được làm thủ công. Thế thì phương án chúng ta lựa chọn trong câu số 5 này đó chính là handicrafts, đồ thủ công. Khách du lịch đến Hội An thường mua những cái đồ thủ công truyền thống như là đèn lồng để làm quà lưu niệm. Vừa rồi chúng ta đã kết thúc phần đầu tiên của bài học nói về từ vựng. Tiếp theo mình sẽ đến với phần liên quan tới ngữ âm. Task 4. Listen and number the words you hear. Then listen again and repeat. Nghe và đánh số những từ bạn nghe được. Sau đó nghe lại và nhắc lại. Chúng ta sẽ có tất cả là 8 từ ở bài tập số 4. Đó là peck, pork, kettle, kettle, marry, marry, chart, and chat. Bây giờ các bạn hãy nghe và đánh số cho những từ này nhé. Let's start. Unit 1. Local community. Page 10. A closer look. 1. Pronunciation. Vowel revision. A, A, and E. Activity 4. Listen and number the words you hear. Then listen and repeat. 1. Chart. 2. Mary. 3. Pack. 4. Cattle. 5. Park. 6. Chat. 7. Kettle. 8. Marry. Now let's listen one more time. Chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa trước khi chữa bài nhé. Unit 1. Local community. Page 10. A closer look. 1. Pronunciation. Vowel revision. A, A, and E. Activity 4. Listen and number the words you hear. Then listen and repeat. 1. Chart. 2. Mary. 3. Pack. 4. Cattle. 5. Park. 6. Chat. 7. Kettle. 8. Marry. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài. Unit 1. Local community. Page 10. A closer look. 1. Pronunciation. Vowel revision. A, A, and E. Activity 4. Listen and number the words you hear. Then listen and repeat.
1. Chart. 1. Chart. 2. Mary. 2. Mary. 3. Pack. 3. Pack. 4. Cattle. 4. Cattle. 5. Park. 5. Park. 6. Chat. 6. Chat. 7. Kettle. 7. Kettle. 8. Marry. 8. Marry. Và đây chính là đáp án cho bài tập số 4. Bây giờ cô sẽ bật lại file audio và các bạn hãy nhắc lại các từ vựng này như những gì mà các bạn nghe được nhé. Unit 1. Local Community. Page 10. A Closer Look. 1. Pronunciation. Vowel Revision. A, A, and E. Activity 4. Listen and number the words you hear, then listen and repeat. 1. Chart. 2. Mary. 3. Pack. 4. Cattle. 5. Park. 6. Chat. 7. Kettle. 8. Marry. Okay, now let's move to task 5. Listen and practice the sentences. Underline the bold words with A. Circle the bold words with R and tick the bold words with A. Hãy nghe và thực hành các câu. Gạch chân những từ có âm A, khoanh tròn những từ có âm O và tích chữ V đối với những từ có âm E. Các bạn đã nhìn thấy 5 câu trong bài tập số 5 rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe trước nhé. Unit 1. Local Community. Page 10. A Closer Look. 1. Pronunciation. Vowel Revision. A, A, and E. Activity 5. Listen and practice the sentences. Underline the bold words with A. Circle the bold words with A. And tick the bold words with E. 1. Thanks to garbage collectors, our streets are clean. Thanks to garbage collectors, our streets are clean. Two. My grandmother is a well-known artist. My grandmother is a well-known artist. Three. My aunt's bakery makes the best bread in our neighborhood. That bakery makes the best bread in our neighborhood. Four. Do you know where to buy bamboo beds? Do you know where to buy bamboo beds? 5. We sometimes go to the park to relax. We sometimes go to the park to relax. Và ở trong 5 câu vừa rồi thì chúng ta đã có thanks grandmother that bamboo, relax là những từ có âm a. Và các từ khoanh tròn garbage, park có chứa âm o.
Còn hai từ được tích dấu V chứa âm E đó chính là bread và beds. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại một lần nữa để kiểm tra nhé. Unit 1. Local Community. Page 10. A Closer Look. 1. Pronunciation. Vowel Revision. A, A, and E. Activity 5. Listen and practice the sentences. Underline the bold words with A. Circle the bold words with A. And tick the bold words with E. 1. Thanks to garbage collectors, our streets are clean. 2. My grandmother is a well-known artist. 3. My aunt's bakery makes the best bread in our neighborhood. 4. Do you know where to buy bamboo beds? 5. We sometimes go to the park to relax. Ok, như vậy là đáp án của chúng ta cho bài tập này đã chính xác rồi. Các bạn hãy luyện tập thêm 5 câu này ở nhà nhé. Và bài tập số 5 cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cô cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.